Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn sau khi ít nhất 151 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Hàn Quốc và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả người bị thương và mong họ bình phục nhanh chóng. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm, liên minh giữa hai quốc gia luôn bền chặt và mối quan hệ giữa nhân dân chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỹ sát cánh cùng Hàn Quốc trong thời điểm bi thảm này. Trên trang Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ sát cánh cùng nhân dân Hàn Quốc và người dân thủ đô Seoul sau thảm kịch. Cũng trên trang Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thay mặt người dân Canada gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Hàn Quốc. Trong khi đó, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi sự kiện tại Seoul là kinh hoàng, đồng thời gửi lời động viên đến những người đang ứng phó và tất cả người Hàn Quốc vào thời điểm rất đau buồn này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam để tìm hiểu thông tin, khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ việc. Theo truyền thông địa phương, thảm kịch giẫm đạp tại Seoul xảy ra đêm ngày 29 tháng 10, sau khi một số lượng lớn người đổ xô đến một quán bar ở Itaewon. Khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween sau khi nghe tin về việc một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này. Theo hãng tin News One của Hàn Quốc, tính đến sáng ngày 30 tháng 10, lực lượng cứu hộ cho biết tổng cộng 151 người được xác nhận đã thiệt mạng, 82 người bị thương, 57 người khác trong tình trạng nghiêm trọng. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn ngày 30 tháng 10 về vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul. Tổng thống Yoon đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng ngày 30 tháng 10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến vụ giẫm đạp tại Itaewon. Ông Choi Song-bum, người đứng đầu đơn vị cứu hỏa Yongsan, trụ sở ngay gần địa điểm xảy ra vụ việc cho biết thương vong xảy ra nhiều do đám đông quá lớn và xô đẩy. Các nạn nhân ở độ tuổi 20 là nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong vụ tai nạn chết người này.